10 hoa vân thì sao? Bạn này hỏi mình 10 hoa vân thì sao? Tức là 10 cái vân tay mà có hình hoa tay. Hình hoa tay là cái hình mà tròn tròn hoặc là xoắn ốc á, các bạn có thể nhìn ở đây nha, thì sẽ được gọi là cái hoa tay. Thì cái người mà có hoa tay này trong sinh trắc vân tay sẽ được định nghĩa là chủng vân tay đại bàng. Chủng vân tay đại bàng mọi người nha. Thì chủng vân tay đại bàng á là một chủng vân tay gọi là cực kỳ cá tính. Nghe tới hình ảnh của con đại bàng là mình đã biết rồi, là chúa tể bầu trời, là vua của các loài chim. Nên thành ra cái năng lượng của nó là năng lượng của cái sự thủ lĩnh nè, cái tính chất gọi là dẫn đầu nè, thường có xu hướng là thích dẫn dắt người khác. Nên thành ra là thích làm việc độc lập, thích làm việc một mình á, thích làm theo ý mình là nhiều, rất khó để hòa hợp với những người xung quanh ha. Thường cái phong cách làm việc của họ, một là làm việc đội nhóm với hình thức là tôi là team leader, là trưởng nhóm, là một người có cái sức ảnh hưởng tới những người xung quanh. Còn hai là tôi sẽ làm việc độc lập một mình, không chung đụng với ai hết, và tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với tất cả các quyết định của mình. Và những người này thì thường sẽ có quan điểm, chủ kiến, lập trường cực kỳ cao, cực kỳ vững vàng. Để mà có thể tác động vào những người này cực kỳ khó luôn mọi người ha. Nên thành ra những người này họ học hỏi chính qua hình thức là trải nghiệm, chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe. Mình phải là người làm một cái việc nào đó thì mình mới tin. Còn mình nghe qua những cái chia sẻ của những người khác, kinh nghiệm từ những người khác á, thì mình sẽ chưa tin đâu. Đặc biệt là khi mình ở cái độ tuổi còn trẻ, còn thiếu những cái trải nghiệm á. Đa phần những người này ha, vì họ sở hữu những cái đặc điểm như thế, nên họ sẽ có cái xu hướng là tự thân vận động, mục tiêu cực kỳ cao, phải chinh phục tất cả những gì mà mình muốn. Khi mà họ xác định được mục tiêu cho mình thực sự rõ ràng rồi á, thì xu hướng của họ có thể gọi là hơi bất chấp để đạt được những cái mục tiêu mà mình muốn. Nó thể hiện cho cái sự kiên trì, kiên định của họ khi mà họ theo đuổi một cái điều gì đó ha. Và đối với những người á, 10 cái đầu hoa tay của mình á mà đều là chủng vân tay đại bàng thì xin chúc mừng ha. Chúng ta đang sở hữu rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển, nhưng hãy lưu ý rằng nha, cái điểm hạn chế nhiều nhất của mình á chính là cái sự cứng đầu, bảo thủ, lì đòn, thiếu cái sự lắng nghe góp ý của những người xung quanh. Nên các bạn rất có thể là phải trải qua những cái bài học mà gọi là lên bờ xuống ruộng, thì từ đó các bạn mới có thể đúc rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình ha. Nếu các bạn có thêm những câu hỏi nào liên quan về vân tay, là sinh trắc vân tay, và có những cái chủng vân tay nào đó, thì các bạn có thể bình luận xuống bên dưới, mình sẽ hỗ trợ để giải đáp thông tin cho các bạn nhé.